Trong số 25 cầu thủ lên đường sang Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định sẽ rút bớt hai cái tên là tiền vệ Lê Tiến Anh cùng tiền đạo Hồ Tuấn Tài để chọn ra danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự trận đấu gặp Ả Rập Xê Út. Cả hai cầu thủ trên đều lần đầu tiên được triệu tập dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều đó phần nào cho thấy ông thầy người Hàn Quốc muốn ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm cho trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3. Cách đây vài giờ đồng hồ thì toàn đội cũng đã có buổi tập trên sân vận động King Sao University, nơi sẽ diễn ra trận đấu chính thức vào rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út, sân King Sao University sẽ mở 60% sức chứa để đón khán giả tới sân, tương đương khoảng 12.000 chỗ ngồi. Trong số đó cũng sẽ có một số lượng nhất định cổ động viên Việt Nam sẽ đến sân cổ vũ tinh thần cho đội tuyển của chúng ta. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.